Quẩy một hòm lẻ trước anh nhá. Ok nhá, mở lẻ trước nhá. Cái gì vậy anh em? Cái gì vậy? Chúng ta không lỗ rồi đúng không ạ? Hello anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ không mở hết đâu, tôi chỉ mở khoảng 12.500 thôi. Để dành chứ anh em. Đấy nhá, tôi phân tích cho anh em nhá. Vì sao hôm nay tôi lại mở hòm? Anh em nhìn thấy ở đây không? Hôm trước tôi bán giải streamer, tôi được 75k Gcoin tiền thưởng. Và sau đấy tôi có mở tùm lum tóe le mấy lần rồi. Thì giờ còn lại là 12.500. Hạn sử dụng cái đấy chỉ có 30 ngày thôi. Đến hôm nay là còn 4 ngày nữa. Không dùng là hết. Còn cái Gcoin lương hàng tháng 15.000 này này thì nó còn nguyên ở đấy. Cho nên là bây giờ tôi phải tiêu hết cái 12.500 này đã. Đấy, còn nếu lỡ nhưng mà còn thiếu gì đấy, có thể là lấy ở trong quỹ này trích ra. Trong trường hợp nếu bấn quá thôi, chứ tôi nghĩ là chắc cũng chẳng có gì bấn đâu. Nên là với 12.500 này, theo anh em, tôi nên mở cái gì? Tôi nên mở skin Chroma xấu nhất PUBG để có một cái giật tít ngày mai mua bộ PGC á. PGC tôi đang đợi xem là các sếp ở trên có thương tình không, thì để tôi có gì tôi sơ mũi bộ luôn để đỡ phải tốn tiền mở anh em. 2022 cơ mà bộ này vẫn đẹp nhất trong tâm trí của tôi. Năm nay thì sao? Bộ nữ đẹp, đẹp thật, đẹp thật anh em ạ. Thế tôi không biết anh em thấy thế nào, nhưng mà trong trong thâm tâm tôi bây giờ tôi đang thấy hơi chán mở hòm. Chẳng qua là bị ép buộc nên tôi phải mở nốt thôi. Tháng này mở nhiều lắm rồi anh em. Trong tháng này tôi mở anh em biết bao nhiêu tiền rồi không? 15.000 với 75.000 cộng với 15.000 này, 15.000 này nữa, 30.000, 105.000 nếu tôi mở hết. Nên là bây giờ tôi đang ngán lắm rồi anh em ạ. Anh em phải biết là mỗi lần mà mở hòm như này nhá, là cảm xúc ở trong tôi ấy nó cứ như cái tàu lượn thế này này, nhịp tim của tôi nó cứ chạy tung 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 tung, nó đập ba la bùm đa la bùm ấy, đầu tìm chết đi được. À, sao đang đi mở hòm tự nhiên em tôi lại làm sao để hiểu con gái nghĩ gì với anh nhỉ? Hiểu thế quái rồi được. Đến bố chúng ta, ông của chúng ta còn chả hiểu được, bà và mẹ của chúng ta nữa là chúng ta làm sao mà đòi hiểu được. Tí tuổi đầu mà đòi hiểu, hiểu tâm lý phụ nữ, hiểu bằng niềm tin nhá. Cái bộ này đẹp không em? Bộ này đẹp không em? Mẹ nó đúng kiểu quân đội nhưng mà nó lại vẫn hở ở những chỗ cần hở nhá. Tôi không hiểu ra chiến trường mà ăn mặc thế này nó bắn thủng mẹ bụng. Cho cái bụng này, đây này cái vòm mà từ phổi này, rồi nội tạng này, này. Cái chỗ này là cái chỗ phải che chắn nhiều nhất đúng không? Nhưng không, bác gì bảo là che mỗi vòng một thôi. Còn lại phần dưới mẹ bắn thủng thoải mái không sao hết. Hay nhỉ? Đấy, bụng sáu múi chắc là nó gồng lại được đạn. Gồng phát được đạn bành ngược. Thế này cho mới lại anh em nhá, mặc dù là tuần trước chơi rồi, chơi tiếp. Rồi chúng ta có hai hòm tím rồi, 55 hòm. Let's go, chơi cái này nó có cảm giác mạnh hơn. Nào là phát 10 đầu tiên nào. Hai ván. Nào. Trời má, sao lại PNC? Thôi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Năm vào. Mở liên tục thì làm gì có content này em. Bây giờ cứ mở dùng dùng cái 5 phút mở hết 4 hòm rồi. Bước gì tôi mà tiền như nước lã ấy. Thì đấy tôi vào tôi mở bù là ra. Từ. Phải từ từ anh em ạ. Rồi. Năm vàng mà có mỗi hai hòm tím à? Ai à, khó nói chứ. Bốn vàng nữa này. Ê. Ê. Bốn vàng được một tím à? Lúc nãy tôi vừa mới nhìn ở bên Pauzy đăng một cái clip mà có một ông mở toàn mấy cái hòm lẻ lẻ á. Mở mấy hòm lẻ lẻ mà ra ba hòm tím, ba hòm tím, ba cái skin nâng cấp.
Tôi không biết ông ấy mở cái kiểu gì luôn mà đỉnh cao thật sự đấy. Ai à, ai à, thôi cúc rồi, trông là cúc rồi, cúc rồi, cúc thật. 55 hòm được đúng 4 hòm màu tím. Vẫn là lỗ. Quẩy một hòm lẻ trước anh nhá. Ok nhá, mở lẻ trước nhá. Hình như là chúng ta không lỗ rồi anh em ạ. Nhà. Chúng ta không lỗ rồi đúng không ạ? Anh em kính chắc đỉnh rồi. Và chúng ta lại lần thứ hai ra cái này nhá. Rồi, có 5 hòm. Mở 5 không anh em? Mở 5 nhá. Ra 5 cái skin nhá. Chơi 5 đi cho nó kích thích, đúng không? Chạy. Hai hòm và còn lại sẽ là credit token. Chúng ta có 175 token. Nào. Cảm giác mạnh nào, lùi cái cam xuống để anh em nhìn thấy mọi thứ rõ hơn nào. Tôi nghĩ tôi nên đứng xa lúc nào một chút nha, tôi đứng xa cái máy tính của tôi ra. Yes. Yes. Hình như tôi đã tìm ra nha. Tôi đã tìm ra long mạch rồi anh em ạ. Cộng 3 bản vẽ. Giờ là đến hòm cuối cùng. Tôi lại phải đi xa cái máy yêu thương của tôi thôi. Tôi sẽ mở một khoảnh khắc bất kỳ mà anh em sẽ không thể biết được đó là lúc nào. Nha. Thôi cũng bình thường mà đúng không? Cũng bình thường mà đúng không anh em? Cũng bình thường mà. Có khẩu MK12 với lại thêm khẩu A32 mà cũng bình thường mà đúng không? Bình thường mà anh em nhỉ? Hay anh ơi à? Lãi to à? Hứng cực mạnh à? Thế là chúng ta được bao nhiêu bản vẽ sau 12.500 giờ coi rồi anh em? Tại sao hôm trước anh em mình mở hai gói mà chỉ được có 3 bản vẽ? Tại sao hôm trước hôm nay nó khác nhau thế? Tôi còn phải xem tôi có đổi đủ được credit không để mà lấy thêm một skin nữa. Thực ra bốn khẩu này như nhau. Bừa nhá. Khẩu nào mà chả được, như nhau hết. Tôi chọn một cái tư. 12.500 giờ coi tôi có 14 bản vẽ anh em ạ. Chưa kể là còn lẻ hôm qua là thành 19 bản vẽ trong 2 ngày. Nâng súng tôi, thường tôi sẽ đợi cho đến khi nào tôi đủ 45 bản vẽ. Tôi sẽ nâng một lượt anh em ạ. Để đến một ngày đấy mà tôi đủ 45 bản vẽ rồi thì tôi sẽ cùng anh em chúng ta thưởng thức cái sự sung sướng đấy. Cùng nhau lên cấp 10 anh em ạ. Tôi chắc là khẩu tiếp theo mà tôi nâng cấp sẽ là Battle Thanh Long. Trước đây tôi định là tôi chỉ lên 6 thì nghỉ, không lên nữa. Bởi vì 6 là có cái hiệu ứng diệt này rồi mà. Đấy, có cái ngoại trang diệt ở trên bảng Q rồi. Nên là tôi không muốn nâng nữa. Và nếu như có nâng tiếp thì chắc là nâng lên 8 là cũng xong rồi mà đúng không? Đâu cần phải lên 10 đâu. À mà nghe, à đây, anh em có nghe cái tin đồn là chúng ta lại sắp có một skin M4 Chroma nữa không? Lại sắp có rồi đấy, đây. Tôi thấy cái ảnh đấy được leak ra rồi. Đó là thêm một Chroma nữa của cái khẩu M4 lợn này này. Nhìn khá là đẹp. Tôi thì tôi hơi tiếc là tôi không có được cái Chroma của Barrel này. Cái Chroma của nó thực sự đẹp.